Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên của cái Thunder này. Đó là cái cách sử dụng thẻ đắp. Thì trong trong cái Thunder ấy thì nó giống như Facebook, giống như Twitter là các mạng xã hội khác, nó đều sử dụng hashtag để chúng ta có thể tìm kiếm được các nội dung mà tương tự đối với người dùng. Do vậy thì khi mà các bạn sử dụng, các bạn phải hiểu biết được điều này. Và các bạn, có nhiều bạn tâm sự là tôi dùng Tumblr cả cả tháng tôi chẳng gặp người Việt nào hết. Đó là do các bạn không biết tìm kiếm. Nếu mình biết tìm kiếm thì mình sẽ tương tác với người Việt dễ hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta thực hành luôn. Ví dụ tôi có đây là Thăng Quy Nhơn, đúng không? Thì nó sẽ hiện ra tất cả các kết quả về cái từ khóa này. Đấy. Thấy không? Có rất là nhiều người họ có những kết quả liên quan mà bạn có thể like. Đấy. Bạn có thể comment. Đây này. Ví dụ như bạn bạn này là bạn Huỳnh Lê Võ Phi ấy. Thì bạn ấy để rất nhiều thẻ tab liên quan đến cái địa điểm này, ví dụ Việt Nam, Quy Nhơn, những đêm không ngủ, Minh Nhật. Đấy, bạn để tên của bạn luôn thì mình có thể mình comment phía dưới. Đấy, chào ạ. Mình cũng ở Việt Nam và mình phải đưa ra một cái lời gì đấy để cho họ kết bạn, họ follow lại mình, đúng không? Đấy, và nhấn copy để thực hiện xong cái công việc. Đấy, đấy là chúng ta đã trả lời xong rồi. Và chúng ta nhấn like, chúng ta kéo xuống, chúng ta thấy rất nhiều này, rất nhiều có thể tác khác nhau. Đấy. Rất nhiều có thể tác khác nhau. Hoặc là tôi có thể tìm, ví dụ tôi tìm là với cái tab là ví dụ như là tôi sẽ tìm tab Bến Tre. Bến Tre. Nó sẽ hiện ra một loạt những cái thông tin liên quan đến những Bến Tre. Đấy, Bến Tre này, có thấy không? Bến Tre này, đấy. Đấy là những điều mà chúng ta phải lưu ý, là chúng ta có thể comment. Ở đây tôi đã comment sẵn rồi, để follow. Và một điều rất đặc biệt của mạng xã hội này là nó có thể đưa lên video và nó có thể đưa lên thẻ tab, đưa lên rất là nhiều. Bạn có thể đưa thẻ tab vào trong cái mục tiêu đề, hoặc là bạn có thể đưa thẻ tab vào cái mục này khi mà bạn đăng lên. Đấy, đúng không? Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách post một cái bài viết lên mà chúng ta có thể đưa thẻ tab vào. Thì để trở về cái trang của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục này, cái biểu tượng này. Nó nhấp vào đây. Đấy, có tên của chúng ta đây. Ban đầu bạn mới đặt thì nó chưa có tên đâu, mà bạn phải đặt tên nó. Tôi sẽ chỉ cách bạn đặt tên sau. Bây giờ bạn sẽ post một cái nội dung nào đó, đúng không? Bạn có thể post ảnh này, post link này, post cái lời chat này, audio này, có post video, rất là nhiều thứ. Và tôi sẽ post, chọn hình ảnh là test nhé. Chọn vào đây, đúng không? Ở đây, ở trên là tiêu đề, bạn dán tiêu đề vào. Đấy. Ở dưới thì cái nội dung lời nói của bạn. Ở đây tôi sẽ copy một cái video nào đó. Ví dụ tôi sẽ copy cái video này trên YouTube và tôi dán vào. Lưu ý là các bạn phải bỏ S đi nhé, S là bảo mật, những thứ nó không tốt. Các bạn có thể để thẻ
lên là bình. Ở đây nó có dưới thẻ tháp đây, chúng ta chọn thẻ tháp đây. Và ở đây bạn cũng có thể cho thẻ tháp vào bên bên bạn có thể cho vào. Để nó dễ dàng tìm kiếm hơn. Đây, bạn cũng có thể cho vào ngay cả cái phần, cho luôn cả ba phần luôn. Và bạn nhấn bót lên. Bây giờ bạn hãy xem kết quả mà tôi đã làm nhé. Đấy. Và khi mà cái người dùng ấy họ tìm kiếm với cái từ từ này, với cái từ bình định đấy, với cái thẻ tháp bình định, thì họ sẽ thấy tôi đấy, họ sẽ thấy cái bài viết của tôi, và họ sẽ xem cái bài viết đó và họ sẽ kết bạn với tôi, follow tôi, vân vân. Đấy. Ok, như thế là tôi vừa chỉ cho các bạn cách thức để chúng ta có thể xem được cơ bản một cái thẻ đáp. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn là làm như thế nào để chúng ta tối ưu được cái thẻ đáp của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn là làm thế nào biết thẻ đáp nào chất lượng mà để vào, đúng không? Bài viết thì bạn sẽ vào cái đường dẫn sau đây, thì các bạn sẽ vào cái đường dẫn sau và nó sẽ hiện ra rất nhiều thẻ tháp cho chúng ta. Phổ biến nhất đang là cái thẻ tháp này. Đấy, đang là cái hao tháp này, thang TB. Đấy, đây là những cái tháp hao tác phổ biến, và các bạn hoàn toàn có thể vứt vào trong bài, chúng ta có thể đặt vào trong bài viết của mình để được follow nhiều, để được xem nhiều. Và đây là trên trên Twitter thì có những cái thẻ tháp như thế này. Đấy. Và những cái thẻ tháp khác, thẻ tháp gần đây cũng là trang điểm, thì các bạn có thể đặt thẻ tháp này vào bài viết của mình. Và lưu ý là cái nội dung của bạn rất là quan trọng. Tiếp theo là chúng ta có thể xem bảng xếp hạng của nó để chúng ta bỏ vào bài viết của mình. Đây là cái bảng xếp hạng đây. Ví dụ hiện tại thì cái hao tác này nó đang rất là hot. Đó chính là và tôi lưu ý là các bạn đặt thẻ tháp vào, nhưng mà cái nội dung của bạn ấy, nội dung thẻ tháp của bạn nó phải trùng với cái nội dung mà bạn post lên. Hoặc là nội dung của bạn nếu mà bạn để ảnh thì bạn không phải lo rồi, spam nhiều thì cũng không tốt. Trên mạng xã hội này nó cũng ngang cấm spam, cho nên là bạn nội dung và thẻ tháp của bạn nó phải tương tự, nó giống giống nhau. Còn ảnh thì bạn muốn đặt thẻ tháp nào chả được. Và để mà các bạn có thể chỉnh sửa được bài viết của mình ấy, bây giờ này bạn post rồi mà bạn muốn chỉnh sửa lại bài viết thì làm như thế nào, thì các bạn hãy theo dõi tôi làm nhé. Các bạn hãy theo dõi tôi làm nhé. Tại đây này, bạn sẽ nhấp vào mục Edit.
Tại đây tôi thấy có một cái thẻ tháp rất là tốt, nên tôi sẽ thêm vào. Ví dụ tôi sẽ thêm vào cái thẻ tháp này. Thêm cái thẻ tháp này vào trong trong bài viết của tôi. Như đây có đây, nó có hiện ra các từ thẻ tháp phổ biến đấy, khi mà các bạn có hiện ra các từ tháp phổ biến mà các bạn có thể chọn những cái tháp đó. Không? Và tôi có thể tôi chọn cái tab phổ biến gần đây. Đây ví dụ tab các tab phổ biến đây. OOTD. Đây các bạn nhập như server nó lại. Thì nó sẽ được cập nhật trên cái bài viết của bạn và người khác khi mà xem thì người khác sẽ thấy. Tại đây thì người xem có thể là chia sẻ lại, đây cái bộ này chia sẻ lại comment, họ họ thể chia sẻ lại comment hoặc là họ có thể đăng lại trên cái blog của họ, đúng không? Và trong cái mục bài giới thiệu ngày hôm nay của tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi giới thiệu tiếp theo.